Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Ai chưa like, chưa đăng ký và chuông, nhớ cho mình xin một like, một đăng ký và một bật chuông để mình sớm đạt 9k sub nha. Và ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái kinh nghiệm của mình rút ra từ Gunny VC, Gunny sang Gunny Origin này, xem anh em nên dùng loại pet nào theo cái mục đích chơi game của anh em. Và không linh tinh luân thiên nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Thì như anh em đã biết thì ở trong Gunny Origin hiện tại thì có 4 pet chính, và sau này thì mình nghĩ là sẽ update thêm thôi, như ở trong các video trước mình đã nói đấy. Nhưng mà hiện tại thì ở trong Gunny Origin chỉ có 4 con pet chính là pet kiến xanh nhỏ, đấu sĩ, gà con và mầm xanh. 4 con pet này thì nó sẽ có tác dụng khác nhau, nó sẽ có công dụng khác nhau. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái kinh nghiệm của mình, nói chung là kinh nghiệm của mình thôi, mình không dám nhận là chỉ dẫn cho anh em. Thì anh em thấy có thể là mình chơi theo cái phong cách nào thì có thể dùng theo cái con pet, dùng cái con pet đấy là một cách hợp lý nhất. Bởi vì là thường thì 4 ngày, à mình xin lỗi, 7 ngày thì nó sẽ cho mình một con pet 3 sao bậc BA hoặc S hoặc là SS hoặc là SS. Nếu như anh em may mắn thì không phải là ai cũng có thể có đủ full 4 con pet bậc cao để mà dùng. Thì mình cũng sẽ tư vấn cho anh em xem là nên dùng con pet nào. Thì đầu tiên thì anh em nhìn thấy ở đây thì có mầm xanh. Mầm xanh thì nó sẽ thiên về cái khoản gọi là hồi phục. Đây anh em có thể xem qua đây, ví dụ như kỹ năng cộng sinh này, khi bắn vũ khí phụ loại thiên sứ hoàn phúc là giúp bản thân cộng thêm hồi 6 HP này. Này, giúp bản thân và đơn vị xung quanh mỗi tool cộng 4% H, cộng hồi 4% cộng 180 HP, giúp đồng đội xung quanh hồi ngay 10% HP mỗi tool 4% HP. Nói chung là con mầm xanh này nó sẽ thiên về gọi là hồi HP cho mình và đồng đội. Thì nếu như anh em nào mà thiên hướng về đi support cho đồng đội thì dùng cái con này là khá hợp lý, đặc biệt là trong những cái pho bán mà cần phải trụ được lâu, trụ được nhiều tool thì mình thấy là dùng mầm xanh này khá là hợp lý này. Nói về mầm xanh support thì chúng ta sẽ có tiếp theo là đấu sĩ. Đấu sĩ nó cũng sẽ thiên hướng về phần support, nhưng mà cũng nó sẽ support cho đồng đội nhiều hơn. Ví dụ như anh em xem cái kỹ năng này nha, khiên gà level 2 là mỗi tool đạn pháo bất kỳ thì bao gồm như thiên sứ và dịch chuyển là bay đấy anh em ạ, thì ném ra thì đều sẽ giúp đồng đội bị đánh trúng và đánh trúng tăng 30% sát thương thực tế, tức là sẽ búp sát thương cho đồng đội. Hoặc là như cái kỹ năng mưa thần level 2 này, tất cả đồng đội trong bản đồ hồi phục 10% và miễn dịch với sát thương. Nói chung là kỹ năng của con đấu sĩ này thì nó sẽ thiên về gọi là cái phần gọi là support cho đồng đội nhiều hơn. Còn như mầm xanh thì nó vừa hồi phục cho mình và vừa hồi phục cho đồng đội. Mầm xanh thì nó sẽ thiên về cái kiểu là tự cứu sống bản thân, còn đấu sĩ thì nó sẽ gọi là support chung cho đồng đội. Theo như mình thấy thì nếu như mà cho mình lựa chọn thì mình cũng sẽ dùng con đấu sĩ. Không biết là anh em thế nào, anh em nhớ comment ở bên dưới góp ý cho mình thêm về những cái content để làm video. Nói chung là cũng ý kiến cá nhân thôi, nhiều lúc vẫn sai, mong anh em góp ý nhiều hơn. Còn về cái phần pet thì theo mình là mình thì thích dùng con đấu sĩ hơn. Còn mầm xanh thì thứ nhất là ngoại hình thì nó cũng không đẹp cho lắm. Mình thì chơi game từ trước đến giờ, anh em nào mà xem kênh mình lâu thì cũng biết là mình chơi game theo cái thiên hướng là phải đẹp trước xong mới mạnh. Nên là theo mình trong hai cái con support này thì mình sẽ chọn đấu sĩ. Còn anh em mà chọn con nào thì cũng tùy theo cách chơi của anh em thôi. Còn đây là hai con thiên hướng về support và thủ. Chúng ta sẽ đến tiếp với gà con. Gà con thì nó sẽ thiên hướng về gọi là phần công nhiều hơn, tăng tấn công nhiều hơn. Bởi vì các kỹ năng anh em có thể nhìn qua ở đây, ví dụ như là kỹ năng này chẳng hạn, mỗi lần bị tấn công chúng chính xác nhận 55% sát 55 sát thương thêm chẳng hạn này, sát thương cộng 45%, may mắn cộng 15% thì sẽ trừ hộ giáp. Cái này thì
Về cái kỹ năng gà nối loạn này thì anh em giống như kiểu mà sẽ phải hiến tế, nó vẽ theo kiểu các game anime đấy, thì nó sẽ phải hiến tế và nhận thêm điểm ma pháp đấy, nó dạng dạng như thế. Con gà này nó sẽ thiên về phần tấn công, anh em có thể nhìn qua chỉ số thì cũng sẽ hiểu được. Như kiểu gà này, con gà này là chỉ số tấn công cao nhất này, 1500 này, bẩm xanh 527 này, đấu sĩ 791 này, kiến thì có 263 thôi. Nói chung là chỉ số tấn công của con gà là cao nhất và nó thiên về phần tấn công, nên là anh em nào mà thích chơi đôi công, đánh nhanh thắng nhanh đấy, 1-2 tun là thắng, thì mình không 1-2 tun là thắng, với điều kiện anh em áp đảo mạnh, áp đảo đối thủ thì mình không nói. Nói chung là con gà sẽ áp dụng cho những anh em thích chơi công, thích kiểu là đam to đó. Và tiếp theo con cuối cùng thì là con kiến. Con kiến này thì theo mình thấy nó là về ngoại hình, theo mình đánh giá nó là đẹp nhất, xong rồi đến gà con, đấu sĩ rồi mầm xanh. Và nếu như mình mà mở được kiến thì mình cũng sẽ dùng kiến. À mình xin lỗi, nếu như mà mình mở được cả 4 con thì mình cũng sẽ chọn dùng kiến, bởi vì là con kiến nó đẹp hơn. Mình trước giờ mình chơi game thì cũng chỉ cần đẹp mà, mạnh rồi tính sau. Con kiến này thì công nó lại là yếu nhất trong 4 con, và các kỹ năng anh em có thể nhìn qua nó sẽ thiên về phòng thủ phản công nhiều hơn. Đây ví dụ như cái kỹ năng này chẳng hạn, mỗi lần bị tấn công có xác suất 20% phản đòn bằng 5% HP hiện tại này. Mỗi lần bị tấn công tăng 1 điểm ma pháp này, tăng 10% hộ giáp, thì nó sẽ vừa có phòng thủ và vừa có phản đòn, người ta gọi là phòng thủ và tấn công ấy. Theo như mình nghĩ là như vậy. Nó quả cưa khá tốt. Ví dụ như cái kỹ năng này nhận được 100 cộng 20% điểm giảm thương mỗi lần bị tấn công. Cái kỹ năng này khá là ngon. Gai kiến bản thân thêm một vỏ phản xạ, mỗi lần bị tấn công phản đòn 50% tổng sát thương, duy trì 2 tun. Nó sẽ thiên cho anh em về cái phần gọi là lật kèo được. Ví dụ như kiểu anh em đang hết máu mà bật được những cái kỹ năng này lên ấy, 50% phản đòn này, xong rồi xác suất phản đòn bằng 5% HP hiện tại này, nói chung là có khả năng để cho anh em lật kèo. Ví dụ đang hết máu anh em bật cái phản đòn này lên, đối phương bắn một tun sẽ bị phản đòn lại 50% tổng sát thương, sau đó anh em bao lại hoặc là bắn lại. Nói chung là dùng cách của anh em để lấy được thêm tun hoặc là đủ đam để dồn chết đối thủ, thì mình thấy là dùng con kiến này khá là ổn. Nói chung là về tấn công đấy, thì anh em nào thích đam to công mạnh thì nên dùng gà, thích phòng thủ phản công thì nên dùng kiến, còn thích kiểu là xúc quát hỗ trợ, kiểu sống không vì mình trời chu đất diệt thì dùng mầm xanh, còn nếu mà anh em thích kiểu là hỗ trợ đồng đội, sống vì đồng đội thì có thể dùng đấu sĩ. Còn về ngoại hình thì theo mình thì con kiến sẽ đẹp nhất, sau đó con gà, con đấu sĩ và con mầm xanh. Còn cái đấy là ý kiến riêng của mình thôi, anh em thích dùng con như thế nào, thấy con nào đẹp thì nhớ comment ở bên dưới cho mình biết nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, nhớ cho mình xin một like, một đăng ký và một bật chuông để mình sớm đạt được 9k sub cho mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. See you again.